Everybody, welcome to Health VKT. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game Naruto phiên bản mới ha. Quyền thoại Naruto 2 nha các bạn. Nó cũng giống như con quyền thoại Naruto, nhưng mà giao diện và một số nói chung là giao diện game thì nó có ít thay đổi ha. Và game này cập nhật miễn con tướng mới nhất luôn nha các bạn. Ủa sao hai cái này mình dùng không được ta? Nào, đang test con Naruto Bajon model các bạn. Phiên bản Naruto nhìn thấy khá là đẹp. Điều khiển chắc ra tạo hình một cái màn luôn ha, một cái áo choàng luôn, nhìn khá là good ha. Game này thì trên kênh chúng ta thì chắc là anh em cũng đã biết rồi ha. Wow, skin nè anh em ơi. Có hai cái bản Madara mới luôn hả? Hai cái skin Madara mới luôn. Wow. Ok nha. Ngon gì vậy? Trời ơi, đây hai skin mới nè, Ben Bãi Biển và Madara Uchiha nha. Wow, 15 hồn 9 sao và 15 hồn 10 sao nha các bạn. Đó, rương bí thuật rồi đang gọi VIP thì chúng ta được VIP 20 luôn ha. Đó, VIP 20 luôn, nhận quà VIP 20 luôn. Ok, khá hôm đấy. Rồi bây giờ chắc là chúng ta sẽ đến với phần thông tin server để các bạn vô nhập code cũng như là biết thời gian up banh luôn cho nó nhanh nha. Nào, đây, quyền thoại Naruto 2 phiên bản hoàn toàn mới, cập nhật tất cả tướng mới nhất hiện nay, chính thức khai mở máy chủ S5 Kakashi, thời gian 10 giờ ngày 10 tháng 11 2022, tải game quyền thoại Naruto 2.com ha, chơi ổn định trên nền tảng Android và giả lập PC, iOS là hóng luôn ha. Tỷ lệ nạp siêu rẻ đang khuyến mãi 350%, 100k Việt Nam đồng bằng 3.500 xu web bằng 8.750.000 vàng. Chỉ cần nạp 100k, ủng hộ admin sẽ được tặng toàn bộ code sự kiện từng và thêm 3.500 xu một lần một tuần mà không cần tham gia long tin và có nguy hiệu phanh cứng. Đây có tân hữu nè ha. Đó, tướng mới rồi các kiểu con đà điểu. Rồi hướng dẫn chơi nè. Cái này thì dễ rồi. Đó, anh em lên fanpage mà đọc ha. Đó, sự kiện long tin đua top lực chiến 7 ngày nhận ngay quà to và web su. Su web thời gian 10 tháng 11 đến 0 giờ 17 tháng 11. Top 1 30 triệu vàng, 2 tỷ bạc, 2 tỷ Aesop Ninja, 2 triệu bình tinh hoa, 30 sách huyền thoại, 1.000 đá Kaguya, 400 đá Kaguya cao cấp. Top 2 top 1 nếu mà lực chiến trên 150 triệu sẽ được nhận thêm 30.000 xu web nha các bạn. Quà khá là hôm đó nha. Đó, hỗ trợ cực kỳ tốt cho anh em nhận thực nhận giả nè, cập nhật các tướng mới và skin thường xuyên nè ha. Đó, event đồ ha, nạp nè. Rồi event long tin S5 nè ha. Phần quà là 5 triệu vàng, 500 triệu Aesop Ninja, 500 triệu bạc, 1.100 đá Kaguya, 5 triệu điểm Aesop. Nè, update tướng mới nè hả? Cập nhật tướng mới, cập nhật skin mới, nâng cấp tướng 30 sao, 40 sao, nâng cấp vĩ hú lên bậc 12, VIP 30, update 2 vĩ hú mới nhất hiện nay, update nhẫn thuật level 4,
Thêm sách thần 2 skin cộng 2 với sách thần cộng 2 với 3 skill nhẫn thuật mới ha. Sẽ update thần trang 10 sao ha. Đó. Rất thơm luôn ha. Nè anh em nhập code là vô là lụm quà thôi. Còn cái này là heo nhập code hết rồi. Đó. Giờ là đang đang trong quá trình up cái con Naruto Bazon model ha. Wow. Đó, được cái là cái bản này các bạn thấy không? Chiêu mộ ra là thấy mấy con ninja là đó, nhìn nó khác liền thấy không? Đó, thấy không? Phải không? Phải không? Chúng ta có thể nhìn thấy được phiên bản 3D của bọn nó luôn. Đó. Nhưng mà phiên bản 3D này không có quay được ha. Chứ nếu mà nó quay vòng tròn được, vòng vòng được là ngon rồi. Bản này nếu mà quay được nữa là hết ý luôn, hết giá luôn. Well, well, well. Nghe nói là cũng game này chuẩn bị update mấy con tướng mới nữa nè các bạn. Game update tướng mới liên tục ha. Đó. Oniki hả? Ok. Trời ông đó sống dài ghê. Qua cái phần phần mới này ông vẫn còn sống luôn các bạn. Ôi trời ơi. Hokage làng lá mà cũng sống dai như ông đó thì đỡ biết mấy. Đa số là chết trẻ không. Này ten ban nè. Cái này được ban nè. Hình như nếu mà chúng ta quay được con ban là chúng ta có thể có được cái skin của con ban luôn á. Skin con ban hồi nãy chúng ta có rồi. Thử không, mười mấy lần lận các bạn ơi. Không dễ ăn như chúng ta nghĩ đâu, mười mấy lần lận. Ờ, 50 lần triệu hồi nữa để lấy hả? Trời ơi, 50 lần cũng nhanh mà. Đây, 1 2 3 Nè, ra rồi nè, Ben nè, con Ben nè. Đây. Vô cho nó mặc cái skin, đây. Ấu giờ, đó, ngầu lên. Con Madara cũng thế đó các bạn. À, nhưng mà đây, mấy cái mảnh hồi nãy heo mở ra nè. Để tính, đó. Đang tính là test con đó nên là hồi nãy có mở mấy cái hồn đồ này nọ ở ngoài cái cái triệu hồi nguyên tố. Ok. Triệu hồi nguyên tố thì game này cho tới 2000 là các bạn. Đó. Xài hết thì vô coi đổi tiếp thôi chứ. Đây 4 con hả? 4 con bất kỳ, ok. Giờ khó là khó mà kiếm mấy con 6 sao nè. Trời ơi, 6 sao mà cùng hệ nữa chứ. Ủa đâu rồi, đây. Tưởng mới là có bà đệ nhất hả? Hay là mình đã lọc đệ ngủ hả? Hay là mình dứt luôn đi chứ để làm chi mô. Ok nè ha. Rồi, thôi đem nó ra làm food luôn đi. Lục đạo tiên nhân mà chúng ta cũng đem ra làm food luôn đi cho nó nhanh chứ. Minato đệ cũ ở gì Minato cũ vĩ. Ok, cũ vĩ. Rồi được 4 cái rồi, 3 cái rồi. Rồi ok. Ủa. Gom hết mấy con kia dồn vô một con này thôi là thấy cũng ok rồi. Cố lên nào. Đó. Giờ là chuẩn bị lên 9 sao hả? 9 sao lên 10 sao. Rồi 10 sao. Ôi dồi ôi, hết rồi hả? Ủa đâu đâu đâu. À cho nó lên 6 sao. Ok. Đó. Đúng không đúng không? Đúng bị luôn. Đây lên 10 sao nè. Chen 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 chen. Đây chúng ta còn cả mớ nữa. Ôi
À, giữ còn. Tưởng đâu là mới đây xài hết rồi chứ. Đây, có hồn luôn. Quan trọng là chúng ta có mảnh hay không thôi. À, kiếm một con 12 sao nữa, úp lên chung mới đủ hả? Đó, 3 ký đồ này nọ. Con này là lên gì ta? Ở đây top nè hả? Top xài con này luôn. 3 ký đồ lại nọ là nó xài gì đây? Ân xá level 4 hả? Giữ liên hoàn với lại trừng phạt hả? Ân xá, liên hoàn và trừng phạt. Không biết trong shop đây shop kỹ năng nè hả? Bí thuật hồi âm bạo nộ. Ok, né tránh thần phản, tẩy thuật, tẩy phế, nhận thuật, né tránh, né tránh, hít lợi, quỷ diệt, khiêu chiến, thanh sinh cơ, chậm chậm. Này là gì đây? Giảm tốc, quỷ diệt, trị liệu. Rồi đọc mấy cái này riết rồi giờ quên luôn cái kia là nó kêu cái gì rồi. Đúng rồi, coi lại coi. Trừng phạt, ân xá với lại liên hoàn. Dạ, mấy cái kỹ năng này vô đây kiếm hơi bị lâu luôn á. Nhưng mà bản này ngon các bạn, hình như là có nâng cái phần nè, nâng lên ủa hai chục hả? Hai chục thì chắc cũng không đủ quá. Giảm khiêu chiến, khích lệ. Vẫn chưa thấy nha. Tăng tốc hả, trấn áp, niêm phong. Ôi giời ơi, truy sát hả? Không. Nè, ân xá nè, ân xá nè. Ôi giời ơi, vậy là nãy giờ lướt qua hết mấy cái ân xá rồi. Hộ hững, linh niệm, giảm sát, niêm phong. Gì đây, giảm thương hả? Chiến ý, bảo mật, xung kích nè, xung kích nè. Mà chúng ta có cần xung kích không? Liên hoàn với lại ân xá với lại trừng phạt thôi. Ồn mát tướng luôn rồi nè các bạn. À, có con Hinata là chưa mát nữa. Mà Madara Susanoo nè, tướng mới Inra nè hả? Đó. Top 2 thì đi 4 con. À, úp lên 15 sao là full rồi. Ok. Giờ này 12 sao rồi đúng không? 12 sao, nhưng mà giờ phải kiếm thêm một con nữa mới úp lên được. Ok. Thôi thấy nhiều đây thì chắc nó cũng đánh đủ rồi. Một mình nó mà. Rồi ok, anh em nào có chơi thì tải về ha. Link heo sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Đó, đầy đủ hết nha. Đó, ok, để cho 3 ký nữa. Ân xá, ơi có liên hoàn nè. Trời ơi, lĩnh ngộ, xung kích, mở hết coi, kháng bạo, tái sinh, hủy diệt, giảm thương, trị liệu. Rồi, xung kích đâu ta, giảm thương, tái sinh, truy sát, tâm linh, bạo nộ hả? Bạo nộ không luôn. Kháng, tái sinh, hấp hộ, trị liệu. Ôi kiếm hai cái đó nó khó dữ rồi trời. Thanh tâm nè, chuyển dịch nè, hủy diệt, giảm thương, rồi hết rồi. Trời ơi, mai vô quay tiếp chưa. Rồi ok, rồi, anh em nào có chơi thì tải về. Link heo sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Bây giờ ra vô đấu trường test thử rồi. Đấu trường là cái nào ta? Không, cái này bự quá. Không, cái này chắc không phải đâu. Không luôn, shop đây rồi đấu trường đâu. Rồi, ok luôn ha. Athena, à đây rồi. Ôi giời ơi à. Nè, tha hồn mà đánh. Trời ơi, bản này chứ đâu phải mấy bản kia đâu mà kiếm cái vé đấu trường nó cực. Trời ơi, mấy bạn kia phải chạy nhiệm vụ đồ này nọ, bỏ tiền ra. Bạn này không cần. Đó. Trời ơi, đánh với con ấy hả? Ok.
Thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha các bạn. Ok nha, ok, thôi bye bye. Thôi ơi ạ, thôi ơi ạ, thôi ơi ạ, thôi ơi ạ. Wow, wow. Đó, đó.